Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Lâm Thúy, em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm, rồi. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm, kiểm tra nữa ha. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 36. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu à. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi. Thường em chỉ có công việc thôi. Làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa. Mà tuổi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao? Muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn. Em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke. Một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống, để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bên rộng, để thấy đời mênh mông. Có nhiều đó, cũng đẹp theo giấy nữa. Anh có đẹp theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bản không? Có, để tặng bạn bài Chỉ yêu mình em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đùi hoài vậy. Tới 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù ngàn năm sau khi trái đất kia siêu có đổi thay. Tôi mệt quá khỏi hát rồi. Thì lòng anh vẫn sẽ chân. Sao hát mà làm gì mà gồng mà. Rung quá hay sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy nè. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn, tròn, mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm. Với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng một năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. Anh con trai một hả? Hai. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu cũng sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi. Giờ anh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý vậy. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì, có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Rồi thôi về bển đi. Mà tám này nó hoài à. Mình ở với mẹ, bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình. Chứ giờ mình đi rồi á, ông anh nó không về nữa, ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Phải lo. Thì đó lo con vợ, mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ mình bỏ mẹ đi, ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ ông tính sao? Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại.
quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Dạ. Mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to một chút. Tính cách thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À, dạ có em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bệnh sao? Dạ hiền phong độ. Phong độ ha. Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được. Dạ, đúng không? Đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vậy con người không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu? Bạn học đâu? Dạ anh ơi, nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn đây tính rất là nhút nhát, ví dụ như là gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi rung rồi nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi, thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tụi coi coi được không nha, tính cách bên đây còn sao. Em chào anh. Chào em. Anh bên này dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm á, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Mắc cỡ nãy giờ ngồi cứ vuốt đùi hoài, rách cái quần rồi. Kia là nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào vô ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn. Tôi nghi lắm. Gặp cái chuyện đó chứ chừng lắm. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ thôi. Mấy đứa em nhỏ kệ, nó yêu mình đựng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Hay... gồng lên. Mạnh mẽ lên. Hết hơi sâu vô. Thở ra. Gồng lên. Đúng rồi. Quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị gồng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Nắm tay, nắm tay. Nắm tay cảm nhận đi coi. Hôn tay nắm luôn. Nắm luôn. Trời ơi. Cái nữa đây. Anh cứ làm cho bạn anh rung cái nữa, cái nữa luôn. Cái nữa. Làm luôn, lâu luôn. Cũng má cái con luôn, nhào luôn. Được rồi. Thôi được rồi anh ơi. Để sau đi. Làm gì rung quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp. Nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi, em tuổi con cọp á. Anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Như hồi nãy em có nói rồi đó. Quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lãng mất nhau. Cùng nhau nắm tay đi suốt cả một chặng đường. Dạ, em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dễ chơi. Sao tặng con khác mà tặng con cò? À, là anh chuẩn bị cái này là để đấy tặng để cho tặng em đúng không? Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim ra con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh, cho tụi em bấm nút được rồi. Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian.
Rồi chúng ta tiến tới. Mình đồng ý hẹn hò, mình nắm tay nhau được rồi. Điều má đó, giờ đường má đường đó.